Xin chào mọi người, tôi là Enclouds, hiện đang là producer độc lập. Hôm nay tôi có mặt ở đây đồng hành cùng cổ động tại ngay ngoài đường để phỏng vấn nhanh những nghệ sĩ sẽ có mặt trong Nhất Cửu Linh Linh, đại tiệc hip hop buổi thứ 5. Chúng ta hãy cùng vào xem và nghe những chia sẻ của nghệ sĩ tối nay nhé. Ok, let's go. Xin chào Tơ Linh. Chào em. Sau khi trở về từ chương trình Rap Việt thì em đã làm được những gì? Em đã làm được rất nhiều điều. Em có thể chia sẻ một chút không? Một chút, ví dụ như là em đã về nhà và em nghỉ dưỡng. Thôi em đùa đấy. Okay. Em không nhớ là từ lúc em đi thi Rap Việt về em đã làm những gì rồi. Thế nên là đây là một câu hỏi khá là khó với em, vì em đã làm được rất nhiều thứ. Trong đó có việc nghỉ ngơi, đi gặp những người bạn, đi thăm gia đình, vì lâu lắm mới có dịp được thăm gia đình. Thăm gia đình. Dạ. Yeah. Thăm ngàn thì chắc chắn là ai cũng phải thăm ngàn rồi đúng không? Oh. Ok, đó là những chia sẻ rất là thật. Và đến câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là một câu hỏi mà anh nghĩ là sẽ rất là hay này. Theo em nhé. Thưa các bạn, đây là... Đây. Ok. Tham gia Rap Việt nhưng mà mẹ có thể tập trung được không đó? Đây là nhân vật rất khó để phỏng vấn các bạn ạ. Chuyện sau. Tham gia chương trình Rap Việt vừa rồi, nhưng em cùng chị Suboy đã chủ động làm việc với những producer trẻ như là 2 Pills, An Nam, chứ không phải là những, không phải là Park, Tuliver. Vậy có điều gì khiến em thích hơn những producer kể trên? Em nghĩ là tại em muốn làm việc với producer riêng bởi vì em nghĩ là thời gian em có thể làm việc với producer riêng nó sẽ có nhiều hơn, và kiểu mình có thể ngồi được trực tiếp với nhau thì nó sẽ nó sẽ dễ hơn cho em, và để em dễ được có thể kiểu mô tả cái bài hát của mình nó một cách nó rõ ràng và chi tiết hơn. Đấy. Đó. Vậy thôi đúng. Đúng vậy thôi. Yeah. Và câu hỏi cuối cùng dành cho Tờ Linh. A few moments later. Ngoại trừ MC Ki ra thì thí sinh nào đã để lại cho em nhiều dấu ấn nhất trong chương trình Rap Việt vừa rồi và tại sao? Em thấy tất cả mọi người đã đều để lại cho em một ấn tượng gì đó, và đều là những ấn tượng rất là tốt đẹp và sâu đậm. Đó. Tất cả mọi người luôn. Vậy yes. Là tất cả mọi người đều khiến em ấn tượng. Yes. Và mỗi người có một cách khiến em ấn tượng khác đúng không? Đúng, chính xác là như vậy đó. Cảm ơn anh đã phiên dịch những cái nỗi nhiều ở trong lòng em. Ok. Và đây là cổ động. Tình yêu là như vậy các bạn ạ. Chúng ta luôn cần phải có tình yêu trong cuộc sống để khiến trái tim thôi đơn côi, để đôi tay bớt đi lạnh giá, để đôi môi của chúng ta không còn khô cằn. Yo, và nghệ sĩ tiếp theo cổ động sẽ phỏng vấn đó chính là MC Ki. Câu hỏi đầu tiên mà cổ động muốn gửi đến bạn đó là: sau chương trình Rap Việt thì cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào? Cuộc sống của em thì nó kiểu thay đổi tất tần tật luôn. Lúc trước thì em vô hình ở trong khu phố của em. Bây giờ thì em ăn phở mất một tiếng. Ăn phở mất một tiếng nữa các bạn. Ăn phở ở đâu nhỉ? Ăn phở ở dưới... không phải Phượng Hải. Không phải Phượng Hải nha anh em nhá. Ăn phở ở dưới nhà. Phở đấy là phở kèm chụp ảnh. Món phở ảnh. Phở ảnh. Câu hỏi tiếp theo ạ. Điều gì đối với MC Ki là quan trọng nhất bây giờ? Tôi nghĩ là... em nghĩ là... hiện tại thì sau một cái kiểu cuộc thi rất là căng thẳng như thế thì... mình nghĩ là việc quan trọng nhất của mình hiện tại là nghỉ ngơi. Have fun với cả anh em, với cả bạn bè, gia đình. Và một câu hỏi bên lề về cuộc sống đi. Là nếu... như muốn được, nếu được chọn để trở thành một tuyển thủ của một bộ môn thể thao điện tử nào đó thì bạn sẽ chọn môn gì và vị trí nào? Tôi nghĩ là thời gian sắp tới thôi thì các bạn sẽ có thể xem được cái gọi là cái series buổi đêm chúng tôi làm gì của anh chị Minh Nguyên. Đấy là tôi nghĩ là tôi sẽ chọn làm kiếm sư đường giữa Yasuo. Kiếm sư đường giữa nha. Ngoài kiếm sư đường giữa, bạn có hâm mộ một nhân vật nào nữa? Có thể là Ngọn Thương Công Lý Gia Van chẳng hạn. Hay là Ba Bờ Nắc Sớt. Ba Bờ Nắc Sớt nha. Ba Bờ Nắc Sớt nha. Khu vực cổ vọng nha. Và tôi là Long Ba Bờ.
Ok, cổ động rất cảm ơn bạn vì những chia sẻ vừa rồi. Vâng, và nghệ sĩ tiếp theo mà Động sẽ phỏng vấn đó chính là nghệ sĩ Hải An đến từ CDSL. Đầu lời đầu tiên thì cổ động rất chúc mừng bạn với tác phẩm Control. Nhưng mà hình như bạn có vẻ là chưa ra mắt một bài nào, nhạc phẩm nào là tiếng Việt cả. Thì bạn có thể chia sẻ một chút quan điểm là tại sao không? Thưa ơi, bài Control em đặt tên như thế tại vì kiểu một phần cũng là kiểu em muốn mọi thứ nó vắn tắt nhất có thể, kiểu ngắn nhất có thể. Còn tại sao em không đặt lời, đặt tên bài hát là tiếng Việt thì em chả biết, nó kiểu tự nhiên nghĩ thì đã đâu. Theo bạn thì trong cái quá trình mà mình trở thành một nghệ sĩ độc lập thì bạn có vướng mắc hay là gặp phải những khó khăn là gì, và bạn có thể chia sẻ về điều đó không? Em nghĩ là kiểu bây giờ kiểu cái thị trường âm nhạc của giới trẻ ấy, thì nó phát triển rất là nhanh và nó chia rất là mạnh ấy. Thì em nghĩ là bây giờ mà để muốn có thể kiểu có một cái chất riêng, có một màu riêng thì thực sự phải kiểu sáng tạo ấy, sáng tạo ra được những cái mới mẻ, những cái hay ho, những cái mà kiểu người ta có thể kiểu nghe cái người ta thích luôn ấy. Thì đấy cũng là một phần vì sao em làm Control, em chọn cái chủ đề là cái sự kiểm soát ấy. Thì em nghĩ là rất nhiều người sẽ hiểu được cái cảm giác đấy. Thì nói chung là cá nhân em thì em nghĩ là kiểu làm gì thì cũng phải cố gắng để học nữa, học mãi nữa. Cố gắng hết bản thân mình đúng không? Yeah, ok. Và đó là những lời chia sẻ từ Hải An đến từ CDSL. Và cuối cùng trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay đó chính là Hiếu Marlin và Đức Việt. Có hai bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về mình cũng như là công việc hai bạn đang làm ở CDSL được không ạ? Mình là Hiếu Marlin. Mình là quản lý của CDSL và đây là co-founder của mình. Ngoài ra mình còn quản lý một số nghệ sĩ khác như là Tờ Linh, NCK. Còn với Đức Việt? Em là Việt ạ. Em là giám đốc truyền thông của CDSL. Em cũng là đồng sáng lập của mình. Tên sự kiện này là Count the Blessing. Vậy sự kiện nào khiến bạn cảm thấy biết ơn nhất trong năm 2020 vừa qua? Sự kiện mà làm mình cảm thấy biết ơn nhất trong năm 2020 vừa qua đấy là việc mà bọn mình biết đến chương trình Rap Việt và việc mà các bạn ý đã đi thi và gặt hái được những cái thành công nhất định của các bạn. Thì đấy là cái điều mà làm mình cảm thấy biết ơn nhất trong năm nay. Vậy còn với Đức Việt thì sao? Đối với em thì tất cả các chương trình mà có thể được diễn ra trong năm nay ạ, đã được sự đưa vào em rồi. Vì năm nay đều biết là được năm rất là khó khăn với mọi người. Và em nghĩ tất cả đều tốt mà. Okay. Và câu hỏi cuối cùng là nếu như các bạn được gửi đến một lời nhắn với những người đang thưởng thức, đang nghe nhạc đang theo dõi theo những thành viên trong đội của team của mình hàng ngày, thì các bạn muốn gửi đến họ một lời nhắn rủ gì không? Hãy giữ cái đam mê của các bạn, tiếp tục cố gắng theo đuổi những cái đam mê và mong muốn của mình, bởi vì cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ có một lần được sống thôi, thế nên nếu không sống cùng đam mê mình thì why? Còn Đức Việt thì sao? Em chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo sát những cái bước chân của bọn em từ lúc ngày đầu tiên thành lập và đến hôm nay là event có thể nói to nhất của bọn em từ trước đến nay. Vâng, cảm ơn mọi người. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và đây là Cổ Động. Đừng quên like video và subscribe cho kênh của Cổ Động nhé. Đây là Ngay Ngoài Đường, chương trình phỏng vấn tàu nhanh được thực hiện bởi Cổ Động.